Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Cơn đây. Và hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập stretch, stretch vĩ hình dành cho tiểu học nha. Giờ chúng ta sẽ bắt đầu nào. Nếu các bạn thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, like, subscribe. Và các bạn nhớ nhấn đăng ký và nhấn chuông thông báo để mà biết những video mới của mình nha. Giờ bắt đầu nào. Giờ bài hôm nay chúng ta sẽ học là vừa dạng vĩ hình cũng giống như video trước. Và bài này sẽ là vẫn là bài vĩ hình. Nhưng bài vĩ hình này nó sẽ ở tỉnh Gia Lai. Và nó được nó có trong đợt thi ở tỉnh Gia Lai vào năm 2018. Rồi giờ chúng ta làm nào. Thì ấy, cái hình vĩ đây được tạo ra từ những hình vuông có cạnh 80 nét vĩ màu đỏ. Em hãy sử dụng phần mềm stretch để vĩ hình bên. Vậy là cái hình đây ấy là được tạo ra từ những hình vuông có cạnh 80 và nó có nét màu đỏ. Giờ người ta yêu cầu chúng ta là phải vĩ được cái hình đây là dùng lợi là sử dụng stretch để vĩ hình bên. Vậy thôi, cái hình này ấy nó sẽ được tạo từ những hình vuông, nó nói với nhau đúng không, nó nói với nhau thành một đường tròn luôn, từ đầu cho đến đỉnh, trừ hình tròn đầu, nói cho đến đỉnh hình tròn cuối luôn, đỉnh hình vuông cuối, hình vuông đầu nói với đỉnh hình vuông cuối như vậy. Nên mà nó có nét màu đỏ ấy, người ta có cho biết chúng ta một điều là nó sẽ làm chúng ta sẽ sử dụng màu đỏ. Và chúng ta sẽ thấy nó được ghép lại với nhau, nói lại với nhau như hình tròn. Và cuối cùng là nó sẽ cái hình vuông, những từng hình vuông đó, những hình vuông trong cái hình đó ấy, nó sẽ có độ dài cạnh của nó là 80. Rồi giờ chúng ta sẽ làm nha. Phân tích xong rồi, giờ đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra cái phần chuẩn bị nha. Để mà cho nó chuẩn bị bắt đầu cái vỉ ấy. Đầu tiên là xóa tất cả, để mà xóa cái chỗ mà mình đã vị trước khi mà đỡ vị ấy. Rút treo nhấc bút đồ mà chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị. Đầu tiên là đặt kích thước bút vị thành 2 nha. Cho bút màu là màu đỏ, giống như trong chi tiết nó nói là nét vị màu đỏ. Và có cái đi tới điểm ấy về phía 90 ra. Đi tới điểm thì chúng ta sẽ lép sau. Đầu tiên chúng ta sẽ vị trước nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nó đặt bút, là khi chúng ta đặt bút rồi ấy thì giờ chúng ta tiến tới phần chính, là đó chính là phần dùng lệnh để mấy vị cái hình đó. Này cái hình này chúng ta sẽ nếm nữa có bao nhiêu cục. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Đấy, 12 hình đúng không? Vậy là 12 hình lần. Giờ là chúng ta sẽ làm nha, lặp lại 12 lần. Là chúng ta sẽ cho thì hình vuông ấy, chúng ta sẽ tạo một khối đặt đó là hình vuông. Và đặt cái độ để thêm cái phần dữ liệu đầu vào là độ dài cạnh. Và chạy chúng ta sẽ tích vô cái chạy và không làm mới màn hình. Thì nhấn nút OK. Thì cái hình khối hình vuông ấy chúng ta chỉ định làm sao cho nó làm vĩ là hình vuông, một hình vuông đơn giản. Thì hình vuông chúng ta sẽ biết có 4 cạnh, rồi chúng ta sẽ lặp lại 4 lần. Để chúng ta sẽ di chuyển đồ gia cạnh nè. Để cho chúng ta nhập đồ gia cạnh vô không. Để ghi 100 không là nó sẽ chạy ra liền. Đúng như mình nói. Rồi tiếp theo là cho nó xoay phải 90 độ. Chúng ta hãy coi hình vuông, nó nói là nó có cạnh là 80. Rồi chúng ta sẽ đặt hình vuông là 80 nha. Là 80. Chúng ta sẽ thấy là nó đại vị là một cái hình vuông có độ dài cạnh là 80. Rồi giờ tiếp theo. Dây đúng không? Tiếp theo chúng ta sẽ vị xong dây. Rồi lúc nó nói ấy, mỗi lần nó nói ấy là chúng ta sẽ đợi ý kỹ ấy, làm sao nó nói ấy. Là các bạn đợi ý kỹ cái phần đỉnh hình vuông mà nó ở bên ngoài cùng ấy.
Thực ra chỉ thấy hai cái đỉnh vuông ở bên ngoài ấy, nó nói đến với một, hai cái đỉnh ngoài của hình vuông nữa, hình vuông khác. Nên chúng ta sẽ đi tới đỉnh bên kia của hình vuông để di chuyển 80 đúng không? Cho nên người ta nói kích thước là độ gia cạnh của nó là 80. Tiếp theo cho nó xoay phải, nó đi tới đỉnh chỗ đỉnh mà hai cái hình vuông ấy đi ghép hai cái, nó chạm hai cái đỉnh với nhau, và cuối cùng là xoay phải sao cho nó công bằng, là nó có 12 hình là 360 chia cho 12, chạy thử nó vì được đúng không? Có điều nó to quá, bây giờ chúng ta sẽ cho đây hướng một phía đi tới điểm đúng không? Tọa độ ấy là chỉ là độ dài cạnh của cái hình vuông đó chia cho hai. Giờ tiếp theo chúng ta sẽ lên cho nó cao lên nè, để cho giờ nó không có chỗ trống gì ấy, nên là không cộng cho 80 còn chưa đủ. Giờ chúng ta sẽ 80 ấy cộng cho 80 chia cho 2 hay là 80 nhân cho 2 đi. Vì vậy đúng không? Giờ chúng ta sẽ lép cho nó cao lên. Đào dày được rồi đúng không? Đấy. Tiếp theo ấy, chúng ta sẽ cho nó ẩn lại đây. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy nó vị đúng không? Giống như cái hình rồi đấy. Đấy, chúng ta phân tích ấy, đơn giản mà. Thấy mấy cái phần đỉnh ngoài đây ấy, nhìn vô con chuột mình nè, có mấy cái đỉnh ngoài đây à, nó gắn liền với nhau. Chúng ta chỉ cần đi tới đỉnh đây, xong rồi cho nó xoay. Rồi nó vị tiếp hình, cho nó đi đây, xây vị tiếp đơn giản. Vậy như chúng ta đã hôm nay chúng ta đã làm xong cái bài này rồi đúng không? Là bài bài vĩ hình đó của tỉnh Lê Lai làm trong năm 2018. Vậy giờ hôm nay video cũng kết thúc rồi. Giờ chúng ta đã làm xong bài rồi. Giờ xin chào các bạn và bye bye nha. Mình mong là các bạn chỉ hiểu được cách làm bài này nha. Chúc các bạn làm bài này làm bài tốt nha. Giờ xin chào các bạn và bye bye. Bye.